Phú Tài luôn được biết đến là một doanh nghiệp có cơ bản cực kỳ tốt tại Việt Nam, đã đi qua một giai đoạn tăng trưởng kéo dài 5-10 năm liên tục với trung bình tăng trưởng CAGR đến 15%. Tuy nhiên, giai đoạn gần đây Phú Tài được biết đến khi mà câu chuyện về một đối tác, một doanh nghiệp bên Mỹ phá sản, đó chính là Noble. Thì từ đó, rất nhiều nhà đầu tư trên thị trường đã có những cái lo ngại về việc đối tác này phá sản sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Phú Tài. Tuy nhiên, khi mà chúng ta nhìn sâu vào bảng cân đối kế toán và kết quả kinh doanh Phú Tài, chúng ta sẽ nhận thấy là đối với đối tác này thì nó chỉ là một đối tác rất là nhỏ của Phú Tài. Còn lại, Phú Tài là một doanh nghiệp có cơ cấu tài chính và gần như hoạt động kinh doanh cực kỳ tốt. Và ngày hôm nay, mình sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu câu chuyện về cổ phiếu Phú Tài này. Chúng ta sẽ đi qua 4 nội dung chính. Thứ nhất là tổng quan doanh nghiệp, thứ hai là các mảng kinh doanh chính, và thứ ba là tiềm năng và rủi ro của các mảng kinh doanh này, và cuối cùng đó chính là tổng kết. Đầu tiên là nhìn qua một chút cơ cấu của Phú Tài để đánh giá. Phú Tài hiện tại thì có cơ cấu cổ đông mình đánh giá khá là loãng. Cổ đông lớn nhất đó chính là ông Lê Vĩ. Phần lớn các cổ đông đây đều là nằm trong hội đồng quản trị, nắm giữ hơn 13%. Tiếp đến là Lê Văn Thảo, Lê Văn Lộc. Khi mà ba cái tên này xuất hiện, chúng ta thấy luôn là một cái đặc điểm một công ty gia đình, có khuynh hướng gia đình. 6 cổ đông lớn nhất ở đây thì chỉ chiếm đến 38% cổ phần, còn lại là 62,75% cổ phần là nằm ở trong nhà đầu tư nhỏ lẻ. Thì hiện ở đây một cổ phiếu có tính chất cực kỳ loãng. Thì đối với những cổ phiếu mà có độ loãng cao như vậy thì giao dịch cổ phiếu thông thường sẽ biến động theo một cái biên độ rất là rộng. Tuy nhiên, Phú Tài là một doanh nghiệp có cơ bản tốt, trả cổ tức đều, nên mình đánh giá có thể cổ đông của Phú Tài đa số là những nhà đầu tư theo trường phái giá trị. Hoạt động chính của Phú Tài nằm trong 3 mảng chính. Thứ nhất là sản xuất đá, thứ hai là mảng gỗ và sản phẩm gỗ, và cuối cùng là phân phối xe Toyota. Thì gần đây nhất Phú Tài có xuất hiện thêm một mảng nữa, đó chính là mảng bất động sản. Tuy nhiên, mảng bất động sản đó không phải là một mảng mà Phú Tài hướng đến làm cho bền vững, nên mình tạm thời mình không đưa vào đây. Đối với mảng sản xuất đá thì mọi người thấy cơ cấu sở hữu của Phú Tài tại các công ty đa phần đều chiếm là một cái tỷ trọng tương đối lớn, là 60-70-100%. Thì đối với những công ty mà có sở hữu tại công ty con từ 75-100% như vậy, mình đánh giá là một công ty có cơ cấu sở hữu tốt. Tại vì nếu đối với những doanh nghiệp nào có sở hữu tỷ lệ dưới 60%, thể hiện là cái quyền quyết định của doanh nghiệp, và ở đây là cụ thể là Phú Tài, tại những đơn vị thành viên này nó sẽ không được chiếm cái thế tuyệt đối. Tiếp đến là câu chuyện về những doanh nghiệp này sản xuất thì lợi nhuận sẽ chảy về Phú Tài và phần còn lại thì chảy đi đâu. Và rất nhiều doanh nghiệp sẽ tận dụng kẽ hở này để rút vốn ra bên ngoài. Khi mà chúng ta đọc các doanh nghiệp, chúng ta có thể thấy là ví dụ TCH. TCH là một doanh nghiệp mà có sở hữu tại rất nhiều công ty con như là Hoàng Huy Group hay là GVR. Thì khi đó những doanh nghiệp công ty mẹ chỉ sở hữu khoảng 50%, thì 50% còn lại có thể là sở hữu của chủ tịch hội đồng quản trị. Từ đó một lượng lợi nhuận lớn sẽ không chảy về túi của cổ đông của doanh nghiệp. Và đây hiện tại Phú Tài đang thể hiện rất là tốt điều này. Đây chính là giai đoạn tăng trưởng của Phú Tài trong suốt giai đoạn từ 2015 đến 2022 đã có một giai đoạn tăng trưởng cực kỳ dài và cực kỳ bền vững. Từ 2015, doanh thu của Phú Tài chỉ khoảng 3.046 tỷ. Thì đến 2022 đã lên 6.887 tỷ, tức là gấp khoảng 20 lần, là một con số tăng trưởng cực kỳ tốt. Tăng trưởng doanh thu dòng trong 7 năm liên tục, trung bình là 12,4% một năm. Và CAGR của lợi nhuận là 15,5%. Thì doanh nghiệp không những tăng trưởng về doanh thu mà lợi nhuận của Phú Tài cũng đã có một cái giai đoạn tăng trưởng cực kỳ tốt. Thì mình đánh giá tại sao Phú Tài lại có một cái giai đoạn tăng trưởng mạnh như vậy, thì chúng ta sẽ nhìn qua kết quả kinh doanh Phú Tài các mảng chính là sản xuất đá, sản xuất gỗ và phân phối Toyota. Thì gần như toàn bộ các mảng phân phối và sản xuất này của Phú Tài đều phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế. Và trong suốt giai đoạn từ 2015 đến 2022 thì kinh tế Việt Nam đã có một giai đoạn tăng trưởng cực kỳ tốt. Hoạt động xây dựng tăng trưởng mạnh, bất động sản phục hồi tốt. Tiếp đến là hoạt động bán xe ô tô cũng phục hồi rất là mạnh, dẫn đến là Phú Tài được hưởng lợi từ hoạt động đó. Vậy sau năm 2022, Phú Tài có còn được hưởng lợi từ những điều này hay không? Thì chúng ta nhìn vào chi tiết các mảng kinh doanh của Phú Tài, xem hiện tại cấu phần chính của Phú Tài, doanh thu chính của Phú Tài là đến từ đâu. Hiện tại doanh thu chính của Phú Tài là đến từ mảng đẹp, bán sản phẩm gỗ. Sản phẩm gỗ hiện tại chiếm khoảng 49% tổng doanh thu của Phú Tài vào năm 2022. Tiếp đến là bán sản phẩm đá là chiếm 24,8%. Còn lại là cung cấp phân phối xe Toyota là 18%. Và hai lĩnh vực còn lại là bất động sản và cung cấp dịch vụ, ở đây là dịch vụ sửa chữa xe ô tô, đó là một phần khá là lớn. Bất động sản thì bắt đầu xuất hiện từ năm 2021 và 2022, mọi người có thể nhìn trên hình. 2021 thì bắt đầu xuất hiện doanh thu từ bất động sản, 2022 tiếp tục một lần nữa. Tuy nhiên trong quá khứ thì khi chúng ta đánh giá thì mảng bán sản phẩm đá liên tục duy trì ngưỡng quanh khoảng 24-25% tổng doanh thu Phú Tài và khá ổn định.
Đối với sản phẩm đá thì liên tục duy trì cấu phần doanh thu khoảng 25% trong cơ cấu doanh thu của Phú Tài suốt giai đoạn từ 2015 đến 2022. Còn đối với sản phẩm gỗ là một sản phẩm giúp Phú Tài có một cái giai đoạn tăng trưởng kéo dài cực kỳ tốt. Suốt từ 2015, sản phẩm gỗ chiếm tỷ trọng chỉ khoảng 20-25%, tương tự như đá. Tuy nhiên, đã có một giai đoạn tăng trưởng kéo dài liên tục. Đến thời điểm hiện tại là sản phẩm gỗ chiếm trọng số lớn nhất là lên 50%. Trong quá trình tăng trưởng của doanh thu như vậy thì mình có thể thấy luôn là đá duy trì cái tỷ trọng quanh 25% liên tục ổn định. Như vậy chúng ta có thể thấy là sản phẩm đá cũng là một sản phẩm liên tục tăng trưởng tương đồng với tăng trưởng doanh thu của Phú Tài. Sản phẩm gỗ là sản phẩm giúp doanh nghiệp bứt phá doanh thu và lợi nhuận. Sản phẩm phân phối xe Toyota là một sản phẩm có đóng góp doanh thu lớn, nhưng khi mà chúng ta nhìn vào cái đóng góp thì sẽ giảm dần qua các năm. Đồng thời sản phẩm này thì cũng là một mảng không đem lại lợi nhuận quá nhiều cho Phú Tài, bởi vì biên lợi nhuận gộp của mảng phân phối và thương mại thường là khá là thấp. Đây mọi người có thể nhìn cái biên lợi nhuận gộp của từng mảng một. Đầu tiên là sản phẩm đá. Sản phẩm đá của Phú Tài chủ yếu phục vụ hoạt động xây dựng trong nước, ví dụ như đá Thạch Anh, đá Granite. Thì ở mảng này Phú Tài còn cái tiềm năng khai thác tương đối dài. Khi thị trường bất động sản phục hồi, nhu cầu xây dựng trong nước tăng cao thì sản phẩm đá của Phú Tài là một trong những sản phẩm cực kỳ được ưa chuộng. Và biên lợi nhuận gộp của mảng này là 29%. Đối với sản phẩm gỗ thì doanh thu là khoảng 3.500 tỷ. Biên lợi nhuận gộp là khoảng 23%, cũng là một mức biên lợi nhuận gộp tương đối cao trong ngành. Ở sản phẩm này thì Phú Tài chủ yếu phục vụ hoạt động xuất khẩu và đặc biệt là thị trường Mỹ, chiếm khoảng 60%. Đối với lĩnh bán xe ô tô Toyota thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy biên lợi nhuận gộp cực kỳ mỏng, chỉ khoảng 4%. Ở mảng này chúng tôi đánh giá tiềm năng không quá lớn. Đây là một mảng không giúp Phú Tài có khả năng bứt phá trong tương lai được. Doanh thu có thể là một cái lượng tiền rất là lớn, khoảng 1.500 tỷ ở mảng phân phối xe Toyota này. Nhưng khi mà biên lãi gộp chỉ khoảng 4% thì đóng góp vào tổng lợi nhuận của Phú Tài là rất là thấp. Đó là một mảng chúng ta không quá kỳ vọng Phú Tài. Mảng bất động sản là một mảng mới xuất hiện. Đây là một mảng có biên lợi nhuận gộp cực kỳ cao là khoảng 42%. Thì trong tương lai, hiện tại Phú Tài chưa có xuất hiện quá nhiều ở mảng này. Và chúng ta cần phải đánh giá trong thời gian tới, đặc biệt 2024, xem Phú Tài có đưa ra kế hoạch hay là chiến lược ở mảng này hay không. Còn hiện tại thì các dự án như Phú Tài Residence đã khai thác tương đối nhiều. Và cuối cùng là đánh giá tiềm năng và rủi ro của từng mảng của Phú Tài. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào ngành gỗ và ngành đá là hai ngành chiếm doanh thu lớn nhất của Phú Tài. Đó. Trong năm 2022 thì ngành gỗ và ngành đá chiếm sấp xỉ là 75% tổng doanh thu của doanh nghiệp. Và tiềm năng của những sản phẩm này là cũng là đánh giá tiềm năng của Phú Tài luôn. Ngành gỗ và ngành đá thì chịu ảnh hưởng cực kỳ nhiều bởi chu kỳ bất động sản. Và đặc biệt là ngành đá. Ngành đá phục vụ trong nước thì khi thị trường bất động sản chưa phục hồi thì ngành đá là một ngành còn tương đối nhiều rủi ro cho Phú Tài. Ngành gỗ là một ngành có tiềm năng tăng trưởng lớn và đặc biệt là ở thị trường Mỹ. Tuy nhiên, rủi ro của ngành gỗ này tại thị trường Mỹ cũng rất là cao. Phú Tài là một doanh nghiệp xuất khẩu gỗ, tuy nhiên cái đầu vào hiện tại chỉ mới đảm bảo được khoảng 40% đầu vào. Thì do đó, những nguồn mà không đảm bảo được cái yếu tố là đầu vào có xuất xứ rõ ràng thì chắc chắn sẽ bị điều tra. Ví dụ như sản phẩm cá tra Việt Nam khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ, ngay lập tức khi mà bị điều tra mà không thông qua được sẽ bị áp thuế rất là cao. Thì đây là một cái rủi ro chúng ta phải lưu ý ở Phú Tài. Nếu một cái tin tức xuất hiện mà gỗ Phú Tài bị điều tra thì đó là một tin tức ảnh hưởng cực kỳ lớn. Còn câu chuyện gần đây khi mà một đối tác của Phú Tài ở Mỹ phá sản thì chúng ta đánh giá là nó ảnh hưởng không quá nhiều. Nhưng nếu mà Phú Tài bị áp thuế, đó là một cái vấn đề cực kỳ lớn của doanh nghiệp. Câu chuyện phụ thực thị trường xuất khẩu, đó cũng là một câu chuyện rất là lớn. 90% doanh thu của Phú Tài là đến từ hoạt động xuất khẩu. Thị trường trong nước chỉ chiếm 10%. Và cuối cùng là rủi ro nguyên liệu đầu vào đây, đó chính là rủi ro của thị trường gỗ. Tổng kết lại, chúng ta có thể thấy Phú Tài là một doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cực kỳ lớn. Chúng ta cũng có thể thấy trong quá khứ Phú Tài là một doanh nghiệp mà có hoạt động trả cổ tức tương đối đều. Mỗi năm trung bình Phú Tài sẽ trả cổ tức từ 20-30%. Đó là một mức cực kỳ cao ở thị trường và thể hiện ban lãnh đạo là rất có tâm đối với nhà đầu tư. Khi mà doanh nghiệp sản xuất ra tiền thì dòng tiền đó một phần là phục vụ hoạt động tái đầu tư của doanh nghiệp, một phần sẽ là dành để trả cổ tức cho cổ đông. Do đó đây là một cổ phiếu rất đáng để chúng ta quan tâm đầu tư trong một cái chu kỳ dài. Mỗi khi mà cổ phiếu giảm giá về dưới giá trị của doanh nghiệp, hiện tại giá của Phú Tài khoảng 57.6, nếu mà cổ tức của doanh nghiệp trả khoảng 30% một năm thì ngay lập tức cái biên lợi gộp của biên lãi đầu tư cổ tức của chúng ta có thể đạt được 7-8%. Đó là một mức cực kỳ hấp dẫn. Tiếp đến là câu chuyện tiềm năng tăng trưởng của Phú Tài. Chúng ta phải xác nhận với nhau là Phú Tài phụ thuộc vào câu chuyện phục hồi của nền kinh tế. Nếu nền kinh tế phục hồi trong một chu kỳ tăng trưởng dài thì Phú Tài hoàn toàn xứng đáng để đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, nếu mà nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn và đặc biệt thị trường bất động sản nếu mà còn đóng băng chưa được khơi thông, hoạt động xây dựng bất động sản chưa được ấm nóng trở lại thì Phú Tài sẽ bị ảnh hưởng đến mặt kết quả kinh doanh, sẽ khó có thể tăng trưởng được.
Tiếp đến là câu chuyện rủi ro về mặt xuất khẩu, chúng ta cũng cần lưu ý. Nếu mà việc xuất khẩu của Phú Tài không đảm bảo được nguồn nguyên liệu đầu vào, không rõ nguồn gốc xuất xứ thì rất có thể sẽ bị Mỹ điều tra, thì khi đó cái rủi ro phải đối mặt là cực kỳ lớn. Tiếp đến là câu chuyện về hoạt động phân phối xe Toyota. Đó là một mảng chúng tôi không quá kỳ vọng ở Phú Tài, bởi vì mảng này không đóng góp quá nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp. Và cuối cùng đó chính là mảng bất động sản. Thì mảng bất động sản này cần thêm thời gian để đánh giá xem có những dự án mới của doanh nghiệp hay không, tại vì hiện tại Phú Tài chưa hướng đến đây là lĩnh vực quan trọng nhất của doanh nghiệp. Và trên đây là toàn bộ những câu chuyện của Phú Tài về triển vọng, về rủi ro mà doanh nghiệp sẽ phải đối mặt. Và mình là Việt Hoàng. Nếu mọi người cảm thấy hay, hãy giúp Finbiz một like, một subscribe kênh. Mình xin cảm ơn.